Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ có chiều dài gần 21 km, tổng mức đầu tư gần 816 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Công trình có điểm đầu tuyến tại khu vực giáp danh với thành phố Hạ Long, cuối tuyến tại điểm giáp danh với huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn. Sau hơn 2 tháng khởi công, các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành phát thực bì toàn tuyến. Khối lượng đào đất cân bằng trên toàn tuyến đạt 22%. Đặc biệt với điều kiện thi công tại khu vực vùng núi thường xuyên xảy ra lũ khi có mưa lớn, cho nên cùng với việc đào đắp nền đường, chủ đầu tư và liên danh các đơn vị nhà thầu huy động tối đa nhân lực cho việc thi công 4 cầu lớn vượt sông và 15 cống hộp. Thi công hai cầu, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công các kết cấu hạng mục phần dưới, thi công có phần nhồi, bệ mố trụ trước mùa lũ để đảm bảo tiến độ. Ban quản lý dự án đã đề ra đảm nhiệm là 10 cây số và hiện tại thì đang bố trí là 5 mũi máy móc trải dài trên toàn bộ công trường, và trong khi thời tiết mà đang rất ủng hộ như vậy, huy động là nhiều hơn gấp rưỡi so với hồ sơ dự thầu để đảm bảo quyết tâm đảm bảo thực hiện tiến độ 30 tháng 10 sẽ thông tuyến. Trên toàn công trường hiện đang bố trí 10 mũi thi công đào đắp nền đường, 4 mũi thi công cầu lớn và 14 mũi thi công cống. Tuy nhiên, để đảm bảo các mốc tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra, các đơn vị sẽ huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, thêm các mũi thi công, phấn đấu triển khai thi công lớp cấp phối đá dăm vào đầu tháng 6. Hiện nay chúng tôi tập trung vào thi công các cống hộp lớn và các trụ cầu để đảm bảo là trước mùa mưa năm nay thì là hoàn thiện toàn bộ các cống hộp đổ tại chỗ và các trụ cầu thì sẽ thi công vượt qua cao độ đỉnh lũ. Cuối tháng 6 thì đã có mặt bằng để thi công lớp móng cấp phối đá dăm. Cùng với việc đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quá trình triển khai dự án, công trình còn được sự ủng hộ, quan tâm và tham gia giám sát của nhân dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ để con đường sớm được hoàn thành, phục vụ đi lại của nhân dân trên địa bàn. Nhân dân ở đây rất vui mừng phấn khởi được nhà nước đầu tư con đường 342. Anh em thi công rất là nhiệt tình, với cái điều kiện là máy móc với lại sự nhiệt tình của anh em thi công thì cũng sớm được hoàn thành. Công trình đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ được hoàn thành sẽ đặt nền móng cho mạng lưới giao thông đối ngoại, đối nội, đồng thời là trục phát triển mới của tỉnh, kết nối vùng thấp, vùng động lực, vùng phát triển với vùng cao của thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ và tỉnh Lạng Sơn, qua đó góp phần quan trọng kéo giảm khoảng cách vùng miền, nâng cao đời sống nhân dân.